xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi tiệc ra mắt Thánh Thần ngày mai ngày hôm nay, và chúc tất cả mọi người sẽ có một buổi tiệc vui vẻ và hạnh phúc ạ. Mọi người hãy cho bạn nhẹ một tràng vỗ tay lớn ạ. The way you shine, take my hand, my dream, place the mountain high. Yeah. You know you stopped me dead when I was passing by. Now I bet to see you dangerous one more time. Cánh tay của tất cả mọi người. Oh, I see you, see you, see you every time. Yeah. Ca khúc tiếp theo ban nhạc sẽ gửi đến cho tất cả mọi người. Đây là một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thịnh Suy. Ca khúc được mang tên Một Đêm Say. Một tràng vỗ tay lớn cho ban nhạc đúng không ạ? Ai thuộc thì hát cùng với ban nhạc nha. Khi đêm mưa em còn đó, hey! Em muốn nói em yêu anh. Yeah! Khi mẹ em còn trong hơi thở, về lại gần hơn anh. Tay của tất cả mọi người đúng không? Khi con tim không còn gì, khi hai má em hơi ơi, hey! Em nói em say thế nào, về lại gần hơn anh. Mọi người có thể hát cùng đâu à? Yeah! Lại gần hơn anh, anh sẽ để em mà chơi. Lại gần hơn anh, hay em để anh chơi với. Sống một lần trên đời, yeah! Suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương còn trên đời là vì còn trên đôi môi. Bây giờ mọi người vỗ tay theo bên nhạc nha. Two, two, one, two, 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 one, two. One, two.
sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi, tay bao nhiêu yêu thương còn trên đời là vì ngỏ trên đôi môi. Lặng thì gần hôn ơi, anh sẽ để em mà chơi. Lặng gần hôn ơi, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi từ xa khi đôi môi em còn đau. Em vừa nói em yêu anh khi mẹ em còn trong hơi thở. Về lại gần hơn anh đi khi mẹ em còn trong hơi thở. Về lại gần hơn anh đi. Xin mời rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn mọi người. Với không khí tiếp theo thì chúng ta sẽ có một ca khúc rất là dễ thương. Đi đu đưa đi được không ạ? Yeah. Yeah. Ai sẵn sàng đi đu đưa đi đêm nay ạ? Bên nhạc sẽ để lại ca khúc này và bên nhạc sẽ hát ca khúc tiếp theo. Marry You, xin mời mọi người cùng nghe. Who cares?
Nãy giờ mọi người nghe bên nhà hát có dễ thương mà mọi người có thể tặng bên nhà một tràng vỗ tay thật là lớn đúng không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều và sau đây sẽ là một ca khúc mà chắc là ở đây bạn anh chị nào hoặc là bạn nào cũng đã từng nghe qua. Đây là một ca khúc của Chắc và Kệ ICM, ca khúc được mang tên Sóng Gió. Xin tất cả mọi người cùng lắng nghe. Yeah. Lùi lại về đằng sau, cuộc đời mình sẽ mặc người ta tiếng lòng thở than.